Review sách ý chí sắt đá, Orison Sweat Marden Cuộc đời luôn khó khăn và chính chúng ta sẽ là người phải tự mình rèn luyện ý chí, dũng cảm vượt qua tất cả để sống và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Nếu vẫn chưa sạc đầy năng lượng cho ý chí của chính mình, mời bạn cùng Annie Book khám phá ý chí sắt đá, cuốn sách giúp bạn khám phá và phát huy sức mạnh ý chí tự thân. Giới thiệu về sách Năm 1893, một khách sạn ở Nebraska, nước Mỹ đã bị thiêu rụi trong một trận hỏa hoạn. Người chủ khách sạn may mắn thoát chết, nhưng 5.000 trang bản thảo, thành quả của tất cả số thời gian rãnh rồi ít ỏi mà ông dành dụng trong suốt 15 năm đã tan thành cho bụi. Không có thời gian để suy sụp trước mất mát quá lớn đó, ngay khi tàn tích của khách sạn vẫn còn đang bốc khói. Người đàn ông không may đã chạy đi mua một cuốn sổ tay 25 xu và bắt đầu ngồi viết lại những gì ông còn nhớ được từ bản thảo đã mất. Một con người kiên trì, sắt đá đến vậy hẳn nhiên phải là một tác giả thành công. Ông chính là Orison Swett Marden. Tác giả truyền cảm hứng nổi tiếng người Mỹ với hàng chục bản thảo truyền động lực cho hàng triệu thanh niên Mỹ nhiều thế hệ. Ông được xem là một trong những tác giả truyền cảm hứng thời kỳ đầu tiên và xuất sắc nhất nước Mỹ. Tất cả những tác giả best seller hiện đại sau này như Stephen R. Covey, Napoleon Hill đều chịu ảnh hưởng của ông. Sự thực là cho đến tận ngày nay, sau hơn 100 năm, giọng văn và những bài học trong tác phẩm của ông vẫn rất gần gũi với người đọc hiện đại. Bởi thời nào cũng vậy những con người có ý chí kiên cường luôn là tấm gương để mỗi người noi theo. Ba trong số những tác phẩm xuất sắc nhất của Orison và An Iron Win, Chia Up Hunes A. Life Power và Yêu Can, Bắt Win Yêu, đã được xuất bản tại Việt Nam. Cảm nhận về sách Ý chí sắt đá được trải dài trong 7 chương. Chương 1. Tôi luyện ý chí Chương 2. Các quy tắc của số phận Chương 3. Ý chí mở lối đi để làm được kỳ tích Chương 4. Ý chí bền bỉ Bệnh tật lui đi. Chương 5, khó khăn chẳng thể ngăn ta tiến bước. Chương 6, ý chí không phải là phong độ nhất thời, mà phải là sức mạnh bền vững mãi theo thời gian. Chương 7, mức độ phẩm giá. Sức mạnh của ý chí quan trọng như thế nào đối với mỗi chúng ta, làm sao để có thể duy trì lửa trong tim cho một cuộc đua dài? Quan điểm sống của những cá nhân thành công là gì? Liệu có những quy tắc nào cho số phận của con người không? Cuốn sách ý chí sắt đá giúp bạn tìm kiếm đáp án phù hợp nhất cho những băn khoăn trên. Đừng lãng phí sức lực chỉ vì mất tập trung. Có một thứ sức mạnh mang ánh sáng thánh thần, đó là ý chí vô cùng bền bỉ. Không một sức mạnh thần kỳ nào có thể đẩy chúng ta về phía trước ngoài sự đều đặn tập luyện của chính mình. Hãy thôi dùng tâm trí nửa vời để hành động bởi điều này chỉ có thể làm sói mòn đi ý chí bên trong và lãng phí sức lực của chính bạn bởi nỗi thất vọng khi không đạt được mục tiêu mình mong muốn. Ý chí bền bỉ cần được tôi luyện qua ngày tháng. Sự tập trung với niềm tin vào bản thân là điều mà bất cứ cá nhân nào cũng không được bỏ qua nếu như muốn sống cuộc đời xuất chúng hơn mọi người. Hãy ươm trồng hạt mầm ý chí. Hạt mầm ý chí luôn tồn tại bên trong mỗi người, mỗi một góc nhìn, cách chúng ta phản ứng với mọi tình huống, câu chuyện xảy ra trong đời đều không phải một sự ngẫu nhiên mà đó chính là sự ươm mầm của những hạt giống được ta chăm sóc bên trong tâm trí mỗi ngày. Vậy nên, hãy ươm trồng hạt mầm ý chí để thu lại những sức mạnh tinh thần giúp bạn vượt qua mọi khó khăn. Bước qua bóng đêm sẽ đến được ánh sáng. Cứ đi tiếp, khó khăn sẽ biến mất khi con nhất quyết tiến lên. Cứ tiến hành những gì đã định, ánh sáng sẽ bắt đầu xuất hiện rồi ngày càng tỏa dạng trên con đường. Những người thành công không phải là những người gặp nhiều may mắn hơn chúng ta, chỉ là họ luôn kiên định với con đường của mình, họ không chuyển hướng khi gặp phải khó khăn. Sẽ chẳng có một điều gì có thể tác động đến ý chí của một con người nếu họ yếu đuối chấp nhận số phận và thực tại. Mức độ phẩm giá Cuộc sống này là thiêng liêng và quý giá. Hãy cất lên khúc tụng ca tuyệt vời. Hãy biết rằng ta có thể vượt thời gian để thực hiện những điều thiêng liêng nhất. Và rằng ta bất tử khi thực sống với những thứ vĩnh hằng, Carol Norton. Niềm tin dẫn lối con người, thành công sẽ không phớt lờ một ý chí cuột cường. Và không gì tuyệt vời hơn một người sống mà luôn hướng bản thân đến đấng thiêng liêng, nuôi dưỡng ý chí để sống cuộc đời đáng sống. Thành công đôi khi chẳng phải là một kết quả hay sự công nhận của mọi người mà là những bài học quý giá được ý chí chui rèn sau một quá trình bạn làm việc, cố gắng một cách liên tục. Trích dẫn hay từ sách. Chẳng ai có thể quá tin vào người khác, nhưng tin vào chính mình thì không bao giờ là quá cả. Tinh thần dũng cảm xoa dịu sự đau đớn, tâm trí hướng đến điều cao quý sẽ chữa lành mọi vết thương. Chẳng ai cản nổi bước chân của người đã coi các chướng ngại như viên đá lót đường cho họ. Ánh sáng của một ý chí không thể bị chế ngự như ngôi sao sáng rỡ nơi trái tim anh. Bình yên và kiên định, điềm nhiên và tỉnh táo. Lời kết, hãy là một anh hùng để có thể. Lang thang trên tuyết, xuyên qua rừng rậm đêm đen, chặt cây mở đường tìm ánh sáng. Mỗi một thứ bạn nhận được trên đời này đều có giá trị của riêng nó. Ý chí sắt đá, cuốn sách giúp bạn đọc sống mạnh mẽ, duy trì động lực để đạt được những điều vĩ đại.